Lời Chúa hôm nay nhắc nhở ta về sứ vụ giao giảng tin mừng của giáo hội, cũng là sứ vụ của mỗi Kitô hữu. Rao giảng tin mừng là giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Ta có thể giới thiệu người bằng lời nói, nhưng tốt nhất là bằng chính đời sống của ta, một đời sống có Chúa Kitô trong lòng, Chúa Kitô trên mặt, Chúa Kitô trong miệng, Chúa Kitô trên tay, Chúa Kitô trong óc, Chúa Kitô trên vai. Được như thế thì dù ta sống nhưng không còn phải là ta mà là Đức Kitô sống trong ta, sống yêu thương, phục vụ, sống đem lại bình an và ơn cứu độ cho chính mình và người xung quanh. Hát Thánh Vị giờ đây chúng ta cầu nguyện cho công cuộc rao giảng tin mừng của Hội Thánh giữa thời đại hôm nay đang thể hiện qua đời sống tân phúc âm hóa, mang lại nhiều hoa trái bình an mà ơn cứu độ của Thiên Chúa hằng mời gọi chào ban. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi. Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ trổ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhàn Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban ơn cứu rỗi cho chúng.